Chào mừng các bạn đã đến với HiShop.com. Video hôm nay mình sẽ review 3 mẫu sản phẩm mẫu mới với thiết kế vô cùng trẻ trung và cực kỳ dễ thương. Đầu tiên là mẫu dây lắc có hình mặt cười, rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Kích thước mặt cười được làm vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn rất là hài hòa. Hai bên có các viên bi tròn có thể chạy tự do nhằm tăng thêm độ sinh động cho lắc chân. Bên dưới có gắn thêm một cái khoen, có đính thêm một cái viên đá, tạo thêm điểm nhấn ấn tượng cho lắc chân. Ở hai bên của mặt cười đều được làm sáng bóng như nhau. Dây có chiều dài là 21cm, có thêm phần dây size là 5cm để cho chúng ta có thể tự do chỉnh size. Mẫu thứ hai được thiết kế với hình 5 chiếc lá cách đều nhau, một khoảng cách khoảng 1cm. Cả hai mặt của chiếc lá đều được làm sáng bóng. Chiều dài của dây và phần dây size đều được làm tương tự giống như mẫu thứ nhất. Mẫu này thiết kế đơn giản nhưng lại rất đẹp khi mang lên chân. Mẫu thứ ba thiết kế có hình một cái vành tròn, trên vành tròn có khắc các chữ số La Mã, có hai sợi dây được xỏ xuyên qua vành tròn này và được gập đôi lại. Ở hai đầu còn lại thì được chốt giữ bởi một cái khoen có một viên bi tròn. Mẫu này thiết kế vô cùng trẻ trung và có phần lai tạo với mẫu lắc chân Cartier Loft. Cả ba mẫu này đều có chung một chất liệu là thép không rỉ stainless steel, có khả năng chống oxy hóa, không bị reset và không gây dị ứng da. Hiện tại cả ba mẫu này chỉ có duy nhất một màu vàng hồng và cũng là màu được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong video chia sẻ về 3 mẫu lắc chân mới. Trong 3 mẫu này, bạn thích mẫu nào nhất? Hãy để lại phần bình luận vào phần bên dưới video. Đừng quên like và subscribe để tiếp tục theo dõi các sản phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sắp tới.